Rồi và chào anh em, thì hôm nay mình sẽ tiếp tục ở đây để có thể điểm tin cho anh em những cái thông tin xung quanh bên lề cái sự kiện là chiến tranh thương mại Vĩnh Trung. Ok, vào video nha. Hiện tại ở 75 Mobile đang có chương trình đặt hàng trước Galaxy Note 10 với nhiều phần quà ưu đãi. Anh em nhớ ghé thăm để có thể ủng hộ bọn mình với nhá. Thì tiếp theo trong loạt sự kiện công nghệ bị ảnh hưởng bởi cái quyết định là áp thuế 10% lên tổng giá trị 300 tỷ đô la Mỹ hàng nhập khẩu từ Trung Quốc của Tổng thống Donald Trump, thì chúng ta có một cái thông tin, đó chính là cái sự sụt giảm cổ phiếu của Apple 2%. Nguyên nhân từ việc là các sản phẩm thiết bị của hãng sản xuất tại Trung Quốc thì sẽ đều bị ảnh hưởng bởi cái quyết định này. Vậy nên giá bán của các sản phẩm sẽ bị thay đổi và nó ảnh hưởng đến cả túi tiền của các ông lớn đầu tư hay là cả người tiêu dùng của chúng ta nữa. Rồi giờ thì mình sẽ điểm qua một vài thông tin rò rỉ sắp tới của những cái thế hệ iPhone tiếp theo của Apple nhá. Đầu tiên là sự nâng cấp về camera dẫn đến sự thay đổi về thiết kế của iPhone 11, 11 Max. Hai em này sẽ được trang bị cụm 3 camera đặt trong một cái hình vuông lớn lệch bên trái. Phía trước cũng sẽ có 3 camera ở phần tay thỏ. Mẫu iPhone 11R tất nhiên cũng sẽ bị thua thiệt với chỉ 2 camera ở mặt sau, nhưng đây cũng là một cái sự nâng cấp đáng giá so với thế hệ trước rồi. Vẫn là cổng sạc Lightning, có sự thay đổi nhẹ ở cái nút gạt rung. Phần cứng sẽ là sự xuất hiện của con chip Apple A13. Qua những cái sự kiện kể trên thì rất có thể là mỗi cái sản phẩm iPhone sắp tới sẽ có giá trị tăng từ 75 đến 100 đô la Mỹ thời điểm ra mắt. Lấy mốc giá bán ban đầu của iPhone 10R là 749 đô la Mỹ thì giả sử iPhone định giá sản phẩm tương đương so với năm ngoái cộng thêm khoản chênh lệch vừa rồi nữa thì số tiền phải bỏ ra cho iPhone 11R đã kiểu là xấp xỉ tầm 20 triệu đồng. Đây thì không phải là một số tiền nhỏ cho một con smartphone tại thị trường Việt Nam. Thêm nữa thì đây cũng chỉ là một cái sản phẩm mà nó thấp nhất trong 3 cái sản phẩm iPhone sắp tới ra mắt thôi. Vậy nên việc có iPhone giá rẻ khá là xa xỉ đây. Tiếp theo cũng sẽ là điểm nhẹ một cái thông tin nữa, cũng là từ Apple. Thì hiện tại những anh em nào mà mua máy từ nước ngoài hoặc là máy xách tay mà không xuất trình được cái hóa đơn mua hàng hoặc là ảnh hóa đơn mua hàng theo máy thì sẽ không được bảo hành tại các cái trung tâm ủy quyền Apple tại Việt Nam. Vậy nên anh em bây giờ mua hàng xách tay tại các cửa hàng tại Việt Nam thì cũng phải cực kỳ lưu ý, bởi vì là cái hóa đơn này ấy, thì các cửa hàng thường sẽ không có cho anh em đâu. Hàng lock vừa bị siết, bây giờ lại tiếp tục những cái hàng xách tay lại tiếp tục bị hãng siết nữa. Khá là khó chịu nhỉ. Và để mà tránh được điều này thì anh em có lẽ là nên lựa chọn những con máy chính hãng. Nhưng mà thêm cái việc là lúc đầu mình có nói ấy, là iPhone rất có thể sẽ tăng giá, nên là tín đồ Apple năm nay sẽ cực kỳ đau thật này. Tiếp theo, như kiểu là trước đây mình đã từng có điểm tin ấy, thì các tập đoàn công nghệ lớn hiện tại đang có xu hướng là dịch chuyển các nhà máy sản xuất của họ ra khỏi Trung Quốc. Và bây giờ thì không phải là có xu hướng nữa, mà đã có một cái thông tin, nguồn thông tin tin cậy rằng Foxconn, một cái công ty lắp ráp theo hợp đồng lớn nhất thế giới, đang có ý định là giao bán nhà máy sản xuất màn hình LCD trị giá là 8,8 tỷ đô la Mỹ tại Trung Quốc. Hiện tại thì họ đang làm việc với các ngân hàng để tìm người mua bán những cái nhà máy tại Quảng Châu, Trung Quốc. Và nếu mà thương vụ này hoàn tất nhá thì sẽ đánh dấu một cái cột mốc gọi là thoái vốn lớn nhất trong lịch sử Trung Quốc. Và bên lề thông tin này thì Sharp hiện đang có cái sự hỗ trợ tài chính từ tập đoàn Hồng Hải, công ty mẹ của Foxconn, cũng đang xây dựng nhà máy tại Việt Nam với nhiệm vụ là sản xuất màn hình gắn cho ô tô này, máy lọc không khí. Ngoài ra, Sharp cũng đang cân nhắc chuyển một công ty chuyên sản xuất máy tính với các linh kiện được làm và lắp ráp hầu hết tại Hàng Châu, Trung Quốc sang Việt Nam. Và chiến tranh thương mại Mỹ Trung chắc chắn là cái nguyên nhân lớn nhất của những cái sự dịch chuyển hay là bán nhà máy như này. Với việc áp thuế các cái hàng hóa nhập khẩu từ Trung Quốc của Tổng thống Donald Trump, sắp tới chắc chắn cũng sẽ có nhiều thêm những cái thông tin kiểu như này. Em cứ chờ mà xem. Thì đó là những cái thông tin mà mình đã tổng hợp được và ngồi sàm sàm với anh em trước này. Thì có gì anh em cứ comment phía bên dưới và mình sẽ tiếp tục update nếu có gì tiếp tục mới. Ok, rồi, cảm ơn đã đồng hành cùng mình và tạm biệt.